chơi tám ngàn ờ nó dám gì chạy gì bộ gì đó là khi là khi đấy, bước bước vô nhà nhà bước vô bà thầy đó nhà bà thầy đó là nó là đi vô quan âm gì đó hả? Gần mẹ quan âm là mẹ quan âm gì đó nó vô đó thì mẹ vào bà thầy đó mới để mặt thôi nó thì mẹ nó dắt ra cho ăn cơm nước để kiếm phòng cộng muốn gọi đợi hỏi đó cho đợi theo bệnh nó thì dắt vào trời quay ăn đi á là bỏ là đi luôn chạy luôn nha. Nó bảo nguồn xe lỏng nhau thật nó không chắc nó bắt nó đi chạy chạy một nước một luôn hả nó không phải nó chạy mà nó đi lên chạy ai giờ nó thì mình người bình tĩnh gặp cái người đâu dám đi giới dặn xuống tiếp đi tiếp vô rồi cái lại không dám giới đợi nó giờ nó trợn giờ vậy nè nó ẩm môi vậy nè ta gặp nó sợ ta cũng chạy đâu có cho này gần nó mà thợ mai ngày đó chạy xe ở dưới ăn ở dưới gần dưới ăn dặn cái gì ở kêu huyện gì quên cũng đường vô nhà sỏi đó bẻ hả? Đó qua đâu bẻ rồi vô có người đàn em thấy sỏi rồi. Đó tôi chạy ra bỏ hàng chứ. Cái mẹ nó mà điện. Nó thôi ơi người đào giờ chạy giờ ngoài làm được gì cho nó. Đó. Cái đầu của tôi thấy vậy tôi nghe nó giờ chạy là thôi giờ vợ tôi không biết được nó không chạy đâu gì. Chuyên gia tôi hỏi người ta đi vô chụp tỉnh chuyên gia gì rồi, định giá rồi. Mà từ ở cái bao đẻ đó cũng đâu cũng phải chục cây à. Mà nó vô từng thành phố định giá rồi đó. Nó chỗ gì tới gần tới đền thờ của ông Nguyễn hả? Nguyễn hả? Dạ. Đó. Cái quay ngay tôi mượn xe chạy chậm thì đi lộn đi cho thẳng là cái chương gia thổ kiên giang còn vòng cho nó mà đi đường này qua trên kia rồi kêu bắt gọn mà nó lại đâu biết đường đâu đang đường vòng, gì tám ngàn nó biết đường gì tám ngàn không gì chứ nó biết đường nổi đường gì Hà Tiên nó biết nói đường gì Hà Tiên là nó dài đó mình lại gần ta người ta hỏi nó thấy mặt nó thì ta đâu có dám nói chuyện đâu nó không cười thì cho nó qua lại đó tôi xuống tới dưới tôi vượt theo tôi hỏi cái dù sao tôi vợ vừa theo kẹp nó mà kêu lại nó dòm chứ nó không giờ đứt vậy là mình chạy theo kịp được ha chạy theo kịp chạy theo kẹp cái kêu là người kêu lại mà nó dòm đứng dòm chứ không giờ lại gần tôi lại gần nó bậm môi vậy nè ủa vậy là lúc đó là như là cái anh Tèo cũng đâu có biết hả đâu có biết chú hả tại vì nó không biết nữa rồi lúc đó là đâu có lúc đó giống như nhìn không mình là mình không cái tâm lý hả? Mình cái tâm lý mình đánh ra là coi như là không biết nó có đi say nắng hay không mình biết chứ chưa bà biết xe nắng nó thần kinh nó có loạn hay không thì mình không biết là có người thầy bà nhập hay mình không biết hay là có ai dựa vô lúc đó rồi. Lúc đó rồi mình không biết thì tôi hết cho nghe cái quầy ngay tôi kêu đó á kêu nó thì nó cứ giật chân nè giờ mình bấm môi mình như nè nó hôn mày của mày khùng mà biết mày biết ba tèo cái nó dần dần nè nó như nhau mắt dần nè cái giờ mình chờ cái đi nó nói chuyện đi mà đi hai tay nó cung như nè hai tay nó cung nhìn đi hai tay cung lại ha cái đầu cho thờ mai cái bị vợ tôi cấp được thuốc bà thầy đó gặp con nhỏ đó coi như là con nhỏ cũng như là bằng công quả trong đó đó nó nhỏ quyết tính tài rồi nó gặp đi chợ đi về gặp đi chợ về cái đầu nhỏ này thấy vợ tôi đi vừa thằng con tôi vậy đó cái đầu nhỏ này mới ngừng lại hỏi chứ cô đâu vậy cái đầu vợ tôi mới nói thôi con của chị mới xuống chưa chị bệnh bây giờ đến bước nhà trọ và bỏ đi rồi nó cái đầu nó biết nhỏ đó nó bấm coi nó coi tay mình không biết nó coi gì cái thôi tại để em nói chuyện kêu nó về thì hai ngừng lại cái đầu nhỏ này nó biết nó cái tàu không mình biết thằng này có chơi được tàu không hai nó nói cái tàu không mình biết luôn nó nói cái tàu không rồi lên xe chạy về hay vậy vậy đó là nói là mình không hiểu luôn ha mình cũng biết luôn hai đứa con nhỏ này là đứa cầm tiếng tàu chứ với con cô của tôi tức là tàu cho lại là tiếng tàu con cũng khổ tiếng tàu lấy đó luôn nói tàu không là xe chạy thật sự là anh Tèo không có biết không biết tiếng tàu cái gì đâu nó biết tiếng miên thì nó gành lắm mà cái người đó là chỉ làm mình nói gì cái là nó ngồi trên xe đang đi mua đồ đang đi chợ mua đồ từ thiện mua đồ dân giao cải đồ đó không hồi nãy chúng nói là cái người nữ là giúp công trong năm từ thiện đệ tử với cô đệ tử của cô thôi ha đệ tử của cô có thầy đó nói gì đó kêu là rồi thì dừng chạy chế thoát ngừng là rồi thì nó bấm tay cái vợ giờ trời vậy nó bấm tay rồi cái hồ tao không sao để con kêu về cô chú khỏi lo anh Tèo dài đó nói tiếng qua lại tiếng đầu đâu có phản đầu hai phút rồi chú nay cũng dài ba cậu đứa chở qua là 20 tiếng nha rồi lên xem chở gì đó tức là người chị đó chắc cũng có căng có căng thì có căng vô đó ở luôn đó là cô quả đó cũng bị căng đó mới có thể là nói chuyện với cái anh Tèo được còn có căng đó rồi bà thầy mới hỏi gì cho bà hỏi cấp mà xuống dưới nghe tôi bỏ dưới cho mẹ con nó dưới tôi về đi vì lo gia đình với cả xe nói rồi bà thầy mới cho nói với giờ chị bệnh cho em hết rồi cho em làm công quả đây không nói thì hôm miếng y còn hết thì nó tỉnh công quả được chừng nào tốt ngày đó đó rồi thấy rồi thì cũng im cũng thời gian sau thì cũng trả lại nữa cũng vậy nó tôi hiểu nổi luôn.
rồi quen cái qua tới đông y tới tây y à. Xuống bệnh viện thì Giang biết gì hôm đó là thì Giang lại mình đó chẳng nói nó bị gì nói yếu não sợ gì đó gì gì sốt huyết não gì 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 yếu gì, gì não tôi cũng không mình không biết đâu gì đông y nó nói mình sao nghe vậy giấy tờ rống đó rồi có quen hà nằm đó đâu tháng trời đó tháng trời thấy cũng vậy đó vậy rồi có hôn mấy người đó hôn đang bận biên quà tôi ra biên quà nó ra biên quà nằm đâu cũng là 10 bữa nửa tháng nó ngày nằm nó cũng vậy thôi thuốc độc mì tệ tệ nó uống thì nó cho mình ngủ của mọi cho nó quên giống ăn hàng vậy đúng rồi nó ăn hàng đó uống rồi là ngủ không đó cái quen ngang cái đầu với mấy ông thầy bạn trong bệnh viện quà đó ông bắn ông làm từ tư ngoài đó ông mới nói thôi thôi bây giờ ở đây thì em cũng vậy thôi bây giờ là nói vậy nha nói thôi bây giờ chị giữ đi rồi một tháng rồi gửi thứ gì cho chị là chỉ là có trăm mấy chục ngàn à đó, còn mình lãnh trong kia thì từ thiện không có tiền mà để cái như ông gửi qua là gửi xe cho phí xe rồi vậy đó nghĩa là mình về đây nhưng mà mình phải nhận thuốc về đây mình uống nha mình khỏi phải ở chỉnh ha đúng rồi không nhận gì cho mình bình thường vậy đó nghe uống ngồi thì cũng ngủ ngồi thì bình thường năm tối ngày nằm ở đó đó làm mình đứng bên đó ha à, nó vậy đó còn mà chưa nắng hết chạy ra đó ngủ gắt nó chạy đứng ngoài nó nghe cả ba đứng ngay đó không à ngay đó không à ngay ngay nhìn lên thẳng ngay đúng rồi nhìn mà chờ một đầu mình nhìn đó đó ngay ngã ba chỗ cầu ha ngay góc chỗ sửa xe đó rồi khúc đó từ đó đây à từ cái này thì tôi la gặp tôi thì chạy thẳng cái mặt á mọi ngày giờ khoảng nửa tiếng ha chứ không nhiều chứ phải đứng hoài đó rồi là hiện giờ là tới bây giờ luôn đó ha tới bây giờ đi luôn dạ là nhìn lên trời là không chớp mắt luôn hả nhìn không chớp mắt luôn á bởi không nhận bây giờ đỡ cho hồn chú đây cũng lo vậy chứ khi mà mình nhìn lên trời cái ánh nắng trời ánh trời cũng chiếu xuống á cái ánh nắng nó chá mắt nó mỏi lắm mà này là không chớp luôn với cái bạn gì đây quên cái khu nội này nè là trong kia là già mình ở với mẹ ơi mẹ quan âm thằng khác mẹ quan âm ở với kiên giang nha ba là phật vậy thì nhà sỏi chứ là nó mẹ nó nuôi đó là gần 10 ngày nó không ăn luôn không ăn gì luôn không ăn luôn mà xiên giò lại chịu lại đi mà chịu phá xiên sao nó ở được hết trơn luôn hay vậy tôi biết sao luôn mở đi tiếp ba đêm luôn á xiên giò lại mà không có chịu phá mở đi được luôn mở được bình thường luôn chịu phá bóc giò xiên luôn chịu lâu tối luôn mà mở ra bình thường luôn là mình xiên hay giò là gì ha nó xiên một giò mà một giò xiên thì một giò còn vô chổng ha là mà mở cái ổ khóa là được luôn mẹ nó hôn mới làm sao mới tuột sao mình gì khắc chạy mà mới sao nó tuột ra ngoài để đi vậy tuột ra chứ phải mở ổ khóa không mở ổ khóa mà nó tuột cho mày hay vậy tôi biết sao luôn tôi nghe nói vậy đó đó là có bước thứ hai nữa mà không dành ăn luôn đúng rồi gần 10 ngày không ăn luôn không ăn mà nước có uống nước gì không nước suối nước suối ha uống nước không à tôi nói là nói cái bồi của nó về đây ha coi còn cái cổ da xương không á ốm nhôm nha bây giờ về nó mập lại vậy đó cho đó nó nhôm luôn làm con tháng giờ mà 10 ngày nó ăn á chứ gặp người ta là chắc 3 ngày ta đi rồi đó đó tôi cứ chạy với tôi hôn mình đông bên tây y thì nói mình tâm thần dạ đúng rồi bên tây y thường nói tâm thần nhiều rồi đó đó bên đông bên mà bên đông y thì nói mình như bên như là bên cái gì tâm linh là nói là bị ông thần bà dựa đó đúng rồi nói vậy đó thì mình cũng hiểu đó mình cũng hiểu chứ một cái là hồi đó mình mới phát hiện nha tại người ta cũng chỉ mình lên trên bảy núi trên quyền tắm trên quyền chạm họ chứ ở nhà bàn đó ăn được cái mít đó cũng đi cúng hết trơn điệu chân núi tàn xưa cũng cúng hết trơn đâu thì tôi nói thằng này có lớn nó thì mình gia đình đứng chắc sinh tới bà nội bà già đó chắc bà leo núi trên bà sinh luôn á nói bà nội nói gì bà hai nói là kêu đi chân luôn bà nội đã đi ngoài tám mấy tuổi rồi đó chắc bà đi leo núi trên có thể nhai cho mình luôn thôi. Bà cũng phải gắng đi để cúng sinh cho Tèo sinh cho cháu nội nhưng mà khi sinh là về là anh Tèo có bớt không? Về thì tỉnh tỉnh chừng 2-3 ngày nó tỉnh, cũng vậy thôi nhưng mà cũng có cũng dậm chợ mà chịu dậm nhẹ bớt lại ha bớt lại cũng dòm vậy mà điều nó nhẹ chút nó từ 5-3 ngày sau cũng vậy thôi cũng trả lại tôi thì cũng nói luôn không nếu mà theo lời của chú kể á là tức là có thể là nó anh Đèo á là bị ông thần bà dựa là thật rồi tại vì nếu mà bị tâm thần mà ở bên tây y mà trị hết á còn nó cái đó là khác còn mà bên tâm linh mà ông thần bà dựa mà
khi mình lên mình xin hay là mình lễ đúng người thầy nào, như cái người thầy đó dạ như người ta cái cao tay ấn người ta không tới. Ốp này tôi có coi mạng anh ở cửa ông thầy ở đâu, ở dưới Tiền Giang vậy? Ở Tiền Giang đó. Ông thầy ông nhà ông vô ông dắt đó phải không? Ông bự một con. Chữa cho con ông ốm á là ở đây mình cũng dắt đi đó. À để tôi đưa cái bọc hút cái bọc biết rồi. Tôi coi trong cái nhà biết rồi. Từ giờ muốn lên lấy. Rồi cảm ơn chú đã uống nước đi lại đi. Dạ. Rồi đấy chừng nữa chờ cái chỗ thầy Út dạ, okay. Trong cái hẹn cũng mong mà chữa lại cho anh Tèo mạnh khỏe. Rồi cảm ơn. Đó ngày gia đình cũng mấy lắm. Gia đình cũng đi hết mất rồi mà giờ mình mời phải cố gắng hết sức giúp cho anh Tèo. Dạ. Cảm ơn. Rồi được rồi, uống nước nói chuyện chưa? Dạ.